Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món thịt xá xíu. Xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Năm trăm gram thịt ba rọi chúng ta sơ chế sạch để ráo. Sau đó chúng ta ướp hai muỗng canh gia vị xá xíu, một muỗng cà phê hạt nêm, 20 gram bơ lạc, một muỗng cà phê bột tỏi và ướp trong khoảng 15 phút. Tỏi chúng ta đem xay, sau đó chúng ta phi dầu tỏi cho vàng thơm, rồi cho thịt vào chiên. Khi thịt chiên vàng, ngấm gia vị, nước sánh lại, thì ta cho tiếp 500ml nước dừa tươi vào. Đậy nắp khoảng 10 phút. Sau đó trở đều và chúng ta nấu với lửa nhỏ cho đến khi thịt chín và nước sánh lại là được. Why fear of and bomb to say? Mother, the guy.
One fell up and bumped his head. My grandfather said, no more dumping on the bed. Chúc tất cả mọi người làm món thịt xá xíu thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé. Anh không cho tên là gì thì theo anh vậy.